sắc tương vân nhiều thiều xa sắc hòa vật 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 cung cung tư ưng ưng màu 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 bao phép thường xa coi trần gian phép biết nghĩ là ai tay dụng dụng nghi ai tay tô son càng nhìn càng tâm càng
gió cổ cao ba ngân mặt 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 luôn trăng trăng tiền tháp bút hàng răng ngọc ngọc thạch thạch tay hoàn vàng nghi hồ phanh phanh kim cương quần sân nghi áo chi chi thác
Ra đây sắc thủy
sự tình hình lớn sắp sắp tàn. Thí thực trần tế cô hồn tập phúc linh tượng cậu độc cậu tài
đầu an bản thành tăng viên trưởng thọ sở giữa kim ba thần thành nhà đông pháp sư bản điện đinh ngọc đảm dẫn trình tân đệ tử trần bá hưng tử huyền thần bản mạnh sinh ngư mậu dần liên đương nguyệt nhật thời hành canh 20 năm tuổi kim viên chính trực kế đô chiếu mệnh tinh quân trước sinh tại nhà y gia đới quốc thần năm bát quái khôn cung thần quan án hạ thiên bộ bộ chiếu phàm tâm ngôn niệm thần ngà đồng đệ tử thiết sinh trần thế mệnh thuộc thanh đồng số nĩ định vô thiên tạo mệnh thị can vô công thịnh thiên cổ trí tôn hiệu thiên kim huyết ngọc hoàng thượng đế ngọc bệ hạ công thịnh thiên cổ thiên tiên đệ nhất thánh mẫu cựu trùng thiên công chúa thánh vân hằng nga công chúa điện hạ cung nghe thịnh bán thiên bão dậu công chúa điện hạ cung thịnh thiên phủ địa vệ hoàng tử vương quan thiên phủ đệ nhất tôn quan giám sát nhị vị đại vương ngự tiền cung thịnh thiên phủ chớ bị không sai các nghi đúng các giá quan hoàng quan quận vô nhất thượng thiên thiên cô thánh cậu ngự tiền cung thịnh thiên phủ tứ thiên sứ giả trưởng bạ tà quan nhất thiết thánh chúng thị tiền phúc mộng tiền phủ các giá hội đồng chư tôn bộ giám tổng dung giá ngự thứ quạng năm tích khẩu không chuyển hội đồng tập nạp thần ni đế đế đồng tử kim nhật thừa hưu tượng bằng chuyển phong vân di tâm tế viên minh trưởng đường hợp cách thanh đồng khai nhãn nhĩ nhĩ thông chuyển phán nhất tân kiến pháp vạn bội thừa hưu đắc thầu nghiêu tế thứ năm sắc ni phó bí văn vào năm dân dần niên tháng 6 ngày 16 thần đệ tử tân đệ tử trần bá hưng thu chấp ma thế mà truyền lệnh quan lớn ta mà khai thông thiên phủ à? Khai quang dốc nhân thập thập diệu khai quang chiếu thập thập phương ngã tích tích tăng cung sáng kim cung hoàng thân 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 tính chư tiên trung vương. Thank you.
thứ cướp nương ngày bề cướp cướp nương thứ nhất nhất độc độc hoa thứ hai độc độc hoa thứ ba gạo tiền thứ tư khăn nóng heo hầu chức chức đồng lên lở ra rồng 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 hà tông đại nở cây tông để cảnh bốn mùa phượng lặng ca hoa bát nước cây trầu thanh tâm bát nước cây trầu trước trước chỉ bậc thanh sau chỉ vua cha chỉ nên phúc mẫu ba tòa các quan ngày về đồng ý nào việc các quan mở phủ cho đồng ý đổ cho để tử đời đời hiển vinh chữ sáng thanh sang tiêu ngân ngân đi ở sông sâu đức này đi ở sông sâu mang về tươi mát đồng đồng nhân nhân mắt đầy tươi nhân được bền người nhân được bền người tứ nhân được bền người tứ nên cây nọc nọc nghìn bốn mùa xanh tư người mới vào trong sổ vàng ông về và bút chú mây mây cắt tóc làm tôi đi tử con cắt tóc làm tôi nhìn theo phật thanh giữ phải theo đồng thầy đồng con cũng dám đơn ra ngày tất nghi cờ cũng đồng ngoài về nằm nơi cũng cầu đầu vo tròn quả phúc cho người trần gian thế gì từ đó đâu xa lạc chân định nhận đồng ngày về chân chân nhận đồng một đồng cắt tóc nghi làm tôi suốt đời đồng con cũng dám đưa ra này chẳng dám đơn sai đâu con chẳng dám đơn sai trên theo phật thanh giữ phải theo đồng đồng để con đi cắt cắt tóc nam tông tôi
quang sắc nhan thập phương nhiều khai quang chiếu thâm phương ngã tích tâm cung sàng kim cung hoàng tân thần tinh chú tiên trung vương ca đăng tân gia ân tử vi mân chúng sinh cô ngã kim đỉnh đỉnh thể khai quang và chư thiên tông tông sớ được dâng lên ngài thì tấu đôi thép biên rõ ràng khi trong đôi chữ trường sinh mã kim ngân dâng lên mã kim ngân tông về tấu đôi thép biên cho tự tin cho tình bình an. Cung tịnh nhạc phổ chữ vị tâm mà sai các đúng các giá
quan hoàng quan quận hồ nhất thượng tiên tiên cô thánh cậu vị đèn cung đình nhạc cổ đương cánh thổ địa linh quan nhất thiết thánh chúng vị đèn hùng vọng nhạc cổ các giá hội đồng chư tôn bộ tám tông dung giá ngợp thứ quang nầm tích cẩu thông truyền hội đồng tập nạp đệ tử trần bá hưng biểu đạo hiệu hiện thần kim nhật cờ hiu tướng vọng truyền phong vân nhi tâm tính chu viên minh trường đời hợp cách thanh đồng khai nhãn nhi nhi thông truyền nhà chỉ phán nhất tân thiên pháp vạn tội cờ hiu đạn thần là đình vô nhâm tế thiết vinh danh chi trí cẩn phó ý vào năm nhâm dần niên tháng sáu ngày 16 thần đệ tử tân đệ tử trần bá hưng thu chấp mà dưới theo đồng con không dám đưa ra
sầu hồi đông 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 một tay biên chép bệnh bệnh trần ra sinh sinh tử tử xót riêng ai tồn còn xuất xuất nhập nhập bông 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 lạc 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 nhắc nhắc dây 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 hòa phúc phúc cơn 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 đừng 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 tội công 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 chỉ sắp sắp vào vòng tổ tổ quan đề bực lạnh 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 bài sĩ vô sóng sóng về qua mắt 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 vương dầu 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 dung dung y tuân 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 y phong khắc thường chờ 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 đâm đâm hồ hồ cửa y vũ ninh ninh sắc sắc dầu dầu cay ngự ư ư nam thiên phô phô tòng 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 vâng vâng đầy đầy tiêu thiên thanh thanh sơn bích bích đồng đồng mọi miền quan cay thân thân thái tử tỷ ta nam hùng binh quan quan cổ lạnh lạnh ra đinh 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 từ vườn về nơi thung dung nghi hòa cung tình tình mời thái tử tự đệ ta phi vương phiền bão xăm nhà khác thường nghỉ lạnh lạnh sang
gần sớ được dân lên. Ngài đầu đôi chép biên gió giảm vì cho đôi chữ thường sinh. Nế bạc bạc tập nghề trần gian, nế bạc tập tập thầy bút bút hoa phê chép. Chứ vi sạch sạch vì cho đôi chữ bình an. Khai khẩu khẩu tu thiết khai nghi nghi thinh thanh khai tâm tâm ngoan kỷ khai tâm lăng bộ hình khai quang thập diệu khai quang chiếu thịnh thịnh nhân. Xuân phong áo, ý nhà báo ý thiện là căn đàn mà cũng như mình.
Văn thái kiến vạn triển thành thái vạn kiến châu. Thi thái ngội trồng hạ. Thi kỳ bằng các thịt linh cha nghiêu tư lưới cũng có thể đắc thần. Nhớ hoa thần hỏi nhà đức văn tiêu hoàn hạ. Văn chi kiên ngũ thể chi tẩu. Vân tập tướng đại chi cánh đa môn tướng tệ đa tần đa tệ vô nhớ kế tiếp bình danh chi trí bản ý yên la vật vào năm trăm dần là niên tháng sáu ngày 16 hảo thời điểm cương đàn thần đệ tử tân đệ tử hộ về khổ nga sắc ý văn đa sở nghi mu và ý văn ở bảy nguyên đa bạch nhà bích nhà ấy cha đa các kiếp ta tân nhà nhà ta điều vạ vì gia vạn đa tưởng tin đa đang ngang đang ngang ấy à đang ngang mạnh ta ma tăng thứ ba hỏi ân ta ma ấy ra ấy ra dùng ba kỷ đừng ca quân ngao tầm ngao vượt ngao sự ân ta ma thiên nữ bị việt ta ma quốc hà ta ma tỉnh lý nhân việt nhân đa nghĩa xã tàu và sáng ngao thôn ngày nhà phu ninh vướng việt sứ vô tượng phòng vào thánh cung vạn hà tiên tiến lên hai đàn sở phổ cung ma ninh ta ma vi ca quan đa đề ca ta ma cổ chứng đàn chứng ca tam chứng tâm chứng ca đề trần đa đề ca tử thiết đập đàn na trả cung minh ta ma cổ tướng phụ tinh cánh cổ gia đồng các quan cung minh văn võ các quan hội đồng nhà trần vương cai bản đã sứ vũ phương năm ba bạch bản ta báo quân tận tài địa chủ định tài tổ tiên cao tỉnh xuân trang cao đảo các quan đạo vị tiên tướng cung minh điện giá giám tướng dương đồng chứng đế đàn tiên kim ngân tài bá nhà trần kim ngân tài bá hội đồng tam định tận tứ á phổ sám tả thiên quan mái sám tổ tiên tộc phúc linh nha thượng cộng đồng đầu tài đầu an bản bạch tăng tiên trưởng thọ sở kim thần đệ tổ thanh gia đồng pháp sư bản đa điện kim ngọc a đảm dân chính tân đệ tổ chân ba hương tự gia việt na thần bản bạch sinh gương mậu dần đà tiên bạch cách tiên kỵ thập vũ thế kim viên chính trường đế đồ chiếu bạch tinh nha quân vượng năm phát tác quách môn cung tần quan á hạt hế bổ đích nha chiếu phản mở tâm môn nhận tần đả đồng hợp tử pháp hoa sinh trần là thế thọ thị kim biệt các nhà tu thiết cung thể thế bổ trí quân phủ tán năm năm tại kế bình quyết hạ cung thể thế phủ đệ tăng thánh nhà mong sinh ra lần năm nước ông phải ra bổ trung ra tổng định thủy tinh công chúa tinh quyết hạ cung thị thủy phủ thiên về quan tở đệ tam ma vương nga quan đệ tam và tở chu ba vị cấp ba sai điện tiền cung thị thủy phổ hà nà sương A đi ra bung a đi ra đại nhất trả hàn khắc cái quán na đúng na việt na hạ cung a thể thế a đa ca chư đinh a từ a vị a tiền kỷ a phổ thế a chư a vị cấm ba sai các a nàn các a giá quan a hoàng a quan a quận cô a nhất cực a tiên tiên a cô khánh a cầu vị tiền cung a thể kỷ a phổ công a hành sứ a giả hà bá kỷ a quan tam a đầu kỷ vị nhất thiết thánh nhân chúng ngao vị gia tiền cũng ngao vọng phục ba vọng cũng kỷ gia phủ các giá bộ gia đồng chứng ngao tôn bộ ba sáng tầm vào tung ngao giá ngự ư cầm mơ thừa và ngao hành cầm mơ tinh cơ mở tung ngao chuyện bộ gia đồng thí nặng đệ thở trần bá mừng kim ba nhân thừa là huy qua tưởng ngao vọng chuyện là phong phân đi tâm mơ tín chú ngao biên trương thượng ngập và cách nhớ tay nhớ đồng mà khai ngao nhãn nhí thông mơ chuyện chỉ là phán nhất là tân là tiến phát bao bạn là bội gờ thiêu thế thứ bảo năm nhâm dần là niên tháng sáu ngày mười sáu thần là đệ tử tân là đồng là khí nương là hộ vị phụng có khí văn là sinh nhà tân đồng khi đương hộ vị phụng chẳng có khí văn thì đảo hoa bởi cấp thanh đồng viên nếu về Việt Nam quốc Hà Nam tể lý nhân Việt nhân nghĩa xã tàu giang tôn nghệ vũ ninh cương điện sứ cư thượng phòng vờ thánh cung rạng hạ thiên tiến lễ khai phổ thế vật viên kinh cung kinh tam phổ thiên căn tứ phụ trình đồng thảo tiến sơn trang sáng tạ thiên quan thí thực của hồn cầu tăng phúc thọ kim sợ đệ tử đồng thầy Đinh Ngọc Đảm hiệu huyền ân bản mạnh sinh cư mẫu dần niên thành canh nhị tạp vũ tuế kim niên chính trực kế đô chiếu mệnh tinh quân vượng năm bát quái khôn cung thần quan dẫn dịnh tân đồng nhân trần bá hưng đạo hiệu huyền thần bản mạnh sinh cư
Mẫu dân niên hành cách nhị thập ngũ tuế, kim niên chính trực kế đô, tinh quân vượng lâm bát quái, khôn cung thần quan, kim thần đệ tử tử viện tịnh khâm thượng phục sở, khai đàn sở cổ phát tấu ngũ biểu, khai ngũ đạo độ đàn thông thiên kích thanh hoàng, xã lệnh tập vận tỉnh Phật kiên kinh cung kinh tam phổ, thiên địa bản thủy phổ, tứ phổ thiên địa thủy phổ nhạc phổ, hình nhân ngũ đạo hoa sơn trang nhị đạo mệnh căn tứ đạo thiên quan tam đạo, vô hồn đế à, điện tạ nhị đạo kim thần đệ tử, trần bá hương thượng tấu, tam giới thiên chúa tứ phổ, vạn linh công đồng thánh đế ngọc bệ hạ hạ, cung nghệ thịnh, cung vọng Phật thánh chứng minh thần tiên bảo hiệu, đồng bản mệnh bình an tiến độc siêu tài, hưởng thái bình an phó bí cấp, đồng nhân trần bá hưng, đạo hiệu việt thần thu chất, thuế thu nhân dân niên, tháng 6 ngày 16, ảo thời phó cấp, đương đang phá sự thần đệ tử, tân đồng bộ quỳ phổ võ hí văn na. Đến na chủ nghi thương của quỷ phụng phá đi, có ý trả nợ tứ phổ hoa, cấp văn nghi thương thành kỳ đảo hoa, kim cứ bị Việt Nam quốc khả nam tể, lý nhân Việt nhân nghĩa xã tàu giang khôn nghệ u ninh ứng điện, sứ cư thượng phụng phờ tánh búng rạng hạ thiên tiến đế, trả nợ tứ phổ tình Phật viên kinh cung kinh tam phổ tiến căn tứ phổ trị đồng, thảo tiến xuân trang sám tả thiên quan khí thực vô hòn, cầu tăng phúc thọ kim thần đệ tử, đồng nghi à mộc ân thanh đồng pháp sư bản điện linh cao đảm, đạo hiệu việt ân bán mệnh sinh ư, mẫu dần niên hành canh kỵ tập ngũ tuế kim điên chính trực, kế đô chiếu mệnh tinh quân phượng năm bát quái khôn cung thần quan, đại vì đệ tử đoàn thị như bán mệnh sinh ư canh quốc niên thành canh niên 53 tuổi, kim niên chính trực thái mạch chiếu mệnh tinh quân vượng nghi nâm bát quái thần quân kim thần đệ tử tử hiền thịnh khâm thừa pháp sự khai đàn trả nợ tứ phổ phát tấu ngũ biểu, khai ngũ đạo giám đàn thông thiên kích thanh hoàng xã đại thấm vận thịnh Phật tuyên kinh cung nghênh tam phổ thiên địa bản thủy phổ tứ phổ thiên địa thủy nhạc phổ, hình nhân ngũ đạo sơn trang nhị đạo mệnh căn tứ đạo thiên quan tam đạo, cô hồn điệp tạ nhị đạo kim thần đệ tử đoàn thị như thượng tấu, tam giới thiên chúa tứ phổ vạn linh công đồng thánh đế ngọc bệ hạ, cung vọng Phật thánh chứng minh thần tiên bảo hiệu, đồng nghi trả nợ tứ phủ bản mệnh bình an tiến độc chiêu tài, hưởng thái bình an có ý cấp trả nợ tứ phủ đoàn thị như thu chấp, thuế thư vào năm nhâm dần niên tháng 6 ngày 16, thảo thời có ý cấp đương đang phát sự thần đệ tử đoàn thị như thu chấp mà. Tích cổ
tam thông mà truyền lệnh quan lớn ta mà khai thông thủy phủ ạ. Sao ông lại chỉ nghĩ cho đồng đồng tử lì? Xe quạt bánh tiên ngày về xe quạt bánh tiên quạt đi điểm dương tay cho đồng 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 đồng. Dọc dọc nhan thật cửa diều khai quang chiếu phủ trung trung ngã tích tích tăng cung giang tiêu phục hoàng thân thanh chư thiên trung vương. Cấp nương ngày về cấp độc cấp nương thứ nhất nhân độc độc hoa thứ hai độc độc hoa thứ ba gạo tiền đi từ khăn áo theo hầu nay nở ra rồng trứng rồng nay nở ra rồng rồng hà tông lại nở cây thông đầy cành bốn mùa phượng lặng ca hoa. Tẩy diện cho đồng ngày về tẩy diện cho đồng đồng thân tâm man lạc cho đồng đồng từ đây. Mở phủ cho đồng đồng ngày về mở phủ có đồng đồng đổ cho đệ tử. Thank you.
Đạo hiệu
thần kỳ vị hoạn bệnh mậu dần liên tu chức con nam mô a di đà phật. Cho đồng từ đây cầu xin tuổi thọ lâu dài.
cầm tay sổ vàng, nó cầm tay về cho linh mới vào trong sổ vàng ông về hoàng chú về. Nhân đồng này đây, chân nhân đồng đồng trên theo phật thanh, dưới theo đồng đồng thì đồng đồng ngon không dám từ từ xa hay. Thank you.
dốc nhan thập thập diều khai quang chiếu đàn duyên ngã tích tăng cung sạc kinh hùng hoàng tâm tánh chứng tiên trường vương. Mặt hoa tươi tốt đi tóc xanh xanh như vườn
tám trăm năm tài.
Bắt